Thế không, mọi người em toàn xin chào tất cả mọi người nhá mọi người nhìn thấy gì chưa mọi người chắc cũng nhìn thấy rồi hôm nay em toàn có một bộ sản phẩm bách hoa đây mọi người đó hàng này đúng là một hàng siêu phẩm luôn rất là khó kiếm luôn mọi người ạ mọi người nhìn chưa em có một cái đĩa này đây, một cái đĩa và một cái bát bách hoa vẽ kín luôn mọi người Đây quay cho các bác xem đó để kín luôn em sẽ quay quay qua qua tí nữa em sẽ quay kỹ lại bây giờ em giới thiệu quà đã đây các bác xem này cứ này ấy một bình một em bình bách hoa say nhỏ vẽ rất là đẹp luôn và một cái bát đặc biệt nhất là cái bát tô này mọi người ấy bát tô vẽ kín luôn cả trong lẫn ngoài đây cứ đây mọi người À, em này em Kutani này còn em này là em Sachima này mọi người này à, em này em đĩa này là đĩa từ Sachima nhé mọi người nhé Đấy. con đĩa này nó có một chút là nó bị dăm ở đây này mọi người này đây em quay cho các bác xem rồi. nói chung là không nói chung không vấn đề gì cả mặt sau cái này thì bình thường em thấy nó là rất là bình thường Thì em xin phép là em đo kích thước em đo đo kích thước của em bình này trước đi mọi người. À, em đo kích thước em bình xong rồi em sẽ bảo uh, em sẽ uh, uh, kích thước của em bình chiều cao khiêm tốn chiều cao 20 nhé mọi người nhé. Bình chiều cao của bình là 20. Vòng bụng của nó là 62 nhé mọi người nhá. Vòng bụng 61, vòng bụng 61 nhé mọi người nhá. Đây, em nhắc lại cho các bác xem. Vòng bụng 61. À, cao 20 vòng bụng 61. Miệng của nó này Miệng nó 10,5 nhé mọi người nhé. Miệng 10,5. năm à, rất là đẹp luôn men men dạng đây mọi người xem này đấy à, miệng thì vẽ vàng này em này thì là em đấy à, à, tương đối là ok đẹp chuẩn luôn hàng lành tít chưa có riêng cái em bình bách khoa này còn chưa có một đột vết chảy xước nào luôn nhé mọi người nhé à, em quay cho các bác xem à, các bác thấy chưa rất là đẹp luôn hàng chưa bị chảy xước một tí nào luôn đây à, chuyện đây chuyện cutani đây mọi người men men dạng bệnh leng leng sờ luôn các bác quá là đẹp luôn Cái bộ xếp tụ này là quá là đẹp đấy các bạn. nên là các bác xem video của em ưng ừ, thì các bác ừ, liên hệ với em qua số điện thoại zalo là 0962 949 668 để còn sưu tầm ừ, bộ này về để vào kệ trưng bày ở nhà mình nhé mọi người nhé. đây em tiếp theo là em cho các bác xem em đĩa. em đĩa này là mặt của nó 19 thôi mọi người, mặt rất khiêm tốn. Mặt 19, chiều cao của nó có hai đấy mọi người Chiều cao 2 Đây, vẽ Bách hòa vẽ vàng rất là nhiều luôn Đây, mọi người xem này nó óng ánh vàng chưa Đó, rất là đẹp luôn Đây, sa chiều ma Rất là ok luôn Này, nó có một chút ở chỗ này Đây, Một chút chỗ này Không biết các bác xem rõ Nhưng mà thôi, cái đấy Nó không vấn đề gì cả Đây, ông quay cho các bác xem này Đây, các bác thấy chưa quá là đẹp luôn. Đây, tiếp theo em dựng cái này lên đã. <laughs> em cái này nó các bác cái này là nó không có giá nhé mọi người nhé. nếu mà các bác mà cứ mua sưu tầm cái này của em về thì các bác uh, sắm thêm cho em cái 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 giá đỡ uh, giá để điếc đây mọi người. đây chuyện cutani nhé mọi người nhé. đó chuyện cutani ở dưới đáy này có vẽ vàng này mọi người này chôn vẽ vàng như đặc biệt là em bát này nó vẽ họa tiết kín luôn cả mặt trong lẫn mặt ngoài Đấy, em quay cho các bác xem mặt ngoài này Đấy, rất là đẹp luôn vẽ nổi khối lên nhé mọi người nhé là tuyệt vời luôn đây mọi người ấy bên trong nó này ấy các bác thấy chưa bên trong đẹp chưa Đấy, cái bát này nó lại có cái điểm nhấn ở cái những cái chỗ này này mọi người này Đấy, nó khi người ta nặng người ta bóp vào một tí đâm ra là nó rất là độc lạ này, các bác nhé kết quả em kết bộ này khóa bộ ba sản phẩm này các bác các bác xem video của em thì các bác nhanh tay để À, điện thoại cho em để gần lấy bộ này về rất là đẹp luôn đây em xin phép là em sẽ đo kích thước của cái bát tô lên nhé mọi người nhá cái bát tô này chiều cao của cái bát tô này là chín nhé mọi người nhá chiều cao là chín mặt của cái bát này mặt của nó là 18 tám mọi người nhá mặt là 18 rất là ok luôn em cũng thử đo đo luôn cái vòng tròn của cái bát Để xem nào Vòng tròn 58 mọi người ạ à, Đây em cho các bác xem Vòng à, tròn 58 nhé mọi người nhé 58 Rất là đẹp luôn Toàn bộ bộ này là lành tít luôn nhé mọi người nhé à, Trước bát tô này cũng thế Lành tít luôn Nếu nào các bác mà ưng ừ, thì các bác cứ liên hệ với em toàn Qua số điện thoại Zalo 0962 949 668 Các bác chốt uh, Ngày hôm nay cuối tuần em sẽ gửi hàng về thì nó sẽ rất là nhanh về đến tận à, tay mọi người Đấy, các bác thấy ok chưa quá là tuyệt vời luôn rồi em toàn à, xin phép à, kết thúc video ở đây đây mọi người nếu mà mọi người mà ưng ý cái bộ xích tụ này của em ba sản phẩm này của em thì các bác cứ liên hệ với em em uh, sẽ gửi hàng về cho các bác uh, kịp để các bác ngắm và uh, chiêm ngưỡng những cái sản phẩm đẹp như thế này, này các bác xem này thấy ok chưa? Ôi uh, em không có chân để nên là nó nó rất là mạo hiểm đây. đây. các bác thấy chưa? Ok chưa? Quá là tuyệt vời đúng là hàng. À, Hả? <laughs> Rồi em toàn uh, xin phép kết thúc video ở đây đây mọi người uh, em toàn xin gửi lời chào trân trọng à, uh, gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả mọi người đã và đang xem video của em ta uh, em toàn xin chào tất cả mọi người nhé